Từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 7, An Giang tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Đại diện cơ quan Bộ Tổng tham mưu Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 9 đã đến dự. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Bình Thạnh chỉ đạo diễn tập. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh An Giang. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2018 được Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá đạt được mục đích yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng an ninh của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo yêu cầu. Đặc biệt, phần thực binh với các nội dung trấn áp các phần tử phản động gây rối, dập tắt bạo loạn chính trị, kết hợp vũ trang, giải cứu con tin, cứu hộ cứu nạn. Thực binh tiêu diệt khủng bố, sơ tán nhân dân, đánh địch tiến công quả lực. Thực binh tác chiến đánh địch xâm nhập khu vực phòng thủ, được đánh giá tốt. Thông qua diễn tập lần này nhằm nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống, góp phần củng cố vững chắc các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới. Ngay sau khi kết thúc phần thực binh tại thao trường huấn luyện Chi Lăng, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang đã trao quà động viên khen thưởng cho các tập thể cá nhân đã góp phần thành công diễn tập.